Thưa quý vị, trong số 7 địa phương ở đất liền của tỉnh, thì hiện tại huyện Đất Đỏ là địa phương duy nhất chưa phát hiện các ca mắc trong cộng đồng. Tiếp tục giữ vững thành quả này, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đang chủ động nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 8 xã thị trấn của huyện Đất Đỏ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ thông điệp 5K và các chỉ đạo phòng chống dịch của Trung ương và tỉnh. Tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, địa bàn giáp ranh với huyện Long Điền, nơi có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, địa phương đã kiểm soát chặt ghe thuyền vào bờ và người ra vào chợ. Đến thời điểm này, thị trấn đã phối hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% tiểu thương trên địa bàn. Hiện nay thì hàng ngày thì chúng tôi có hai cái tổ để đi kiểm tra cái việc chấp hành việc đeo khẩu trang cũng như là cái việc phòng chống dịch bệnh của bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn. Cơ bản đến thời điểm này thì việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đảm bảo và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp đã triển khai hiệu quả. Chỉ thị của nhà nước thì mình cũng phải chấp hành tốt vấn đề bằng bán mang chỉ bán mang về thôi, không cho ăn tại chỗ. Thì cái này cũng đồng ý thôi, hợp lý thôi, nhà nước mình cũng tạo cho người dân mình thì dịch bệnh thì cũng người dân nhà nước chung tay thôi. Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ là địa bàn giáp ranh với huyện Xuyên Mộc, nơi có 5 ca nhiễm COVID-19. Kiểm soát không để dịch bệnh lây lan, Ủy ban Nhân dân xã giao cho các tổ dân cư giám sát việc di biến động của người dân, đôn đốc người dân khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Quy định nhà nước đưa ra thì tụi tôi cũng là người dân ở địa phương, ở xã Láng Dài thì tụi tôi cũng là khẩu trang đầy đủ ra, tụ tập không có chỗ đông người. Các cháu, các em mà đi làm xa ở thành phố hoặc là các cái tỉnh mà liên tỉnh lân cận về đây đó, cũng được ra khai báo y tế. Và những em nào mà trường hợp mà nằm ở trong cái vùng dịch đó thì được test để rồi mình có cái hướng là giải quyết. Đất Đỏ là địa bàn thuần nông với ngành hàng nông nghiệp tự sản, tự tiêu và thủy sản khá phong phú, nên địa phương chủ động được nguồn hàng hóa thiết yếu đảm bảo cho công tác phòng chống dịch dài ngày. Vì thế, người dân yên tâm với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do chính quyền đưa ra. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Đất Đỏ thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.